ớt cực tốt nhưng cũng cực độc với những người này. Quý vị thân mến, ớt là một loại gia vị có nhiều tác dụng và được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều ớt cay sẽ gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe. Ớt là một loại quả thuộc họ cà, Solanaceae. Ngày nay, ớt được trồng khắp nơi trên thế giới và được sử dụng làm gia vị, rau giúp ăn ngon miệng hơn và làm thuốc phòng tránh một số bệnh. Lợi ích của ăn ớt. So với cam, ớt giàu hơn hẳn về lượng vitamin C, sắt, canxi, phốt pho và vitamin nhóm B. Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C, đứng đầu trong các loại rau tươi. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Trong ớt cay có tới 1390mg beta-carotene, một trong những nguồn tốt nhất cung cấp carotene. Diệp hoàng tố là chất chống oxy hóa có tác dụng chống cảm mạo, phong hàn. Khi cắn một miếng ớt, vị cay kích thích mạnh sẽ khiến não bộ bài tiết chất hóa học làm giảm bớt đau đớn và sinh ra một chút khoái cảm. Gần đây, đã có người thử dùng ớt cay để chữa trị chứng bệnh đau đầu nghiêm trọng mang tính thần kinh và hiệu quả rất tốt. Ớt cay không những hữu dụng đối với người bị phong hàn mà trong việc điều chỉnh mỡ máu cũng rất có tác dụng. Các nghiên cứu của nước ngoài đã cho thấy chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt. Trong ớt cay có những chất đặc biệt có thể đẩy nhanh sự trao đổi chất để đạt được hiệu quả đốt chất béo trong cơ thể, nên có tác dụng trong việc giảm béo. Chất này còn có thể thúc đẩy bài tiết hormone nên cũng có tác dụng làm đẹp da. Ớt tươi có chứa vitamin C, B1, B2, catechin, canxi, phốt pho, sắt, tốt cho sức khỏe, có tác dụng bảo vệ cơ thể, phòng tránh một số bệnh, đồng thời giúp ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều ớt trong bữa ăn hàng ngày sẽ dẫn đến hủy hoại sức khỏe bởi chất tạo vị cay trong trái ớt có tác dụng kích thích rất mạnh lên cổ họng và niêm mạc đường ruột. Do đó, khi bạn đưa vào cơ thể một lượng ớt vượt ngưỡng an toàn có thể gây tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh, tổn thương nghiêm trọng đến dạ dày. Ăn nhiều ớt cay cũng ảnh hưởng đến dạ dày, có thể gây viêm dạ dày, nôn ói, ợ chua, đau nóng rát dạ dày hoặc gây trào ngược dịch dị từ dạ dày lên thực quản gây bỏng nóng rát sau xương ức. Ớt cay cũng có thể kích thích khởi phát cơn đau viêm loét dạ dày, tá tràng ở những người có bệnh trước đó. Ăn một lượng ớt vừa đủ sẽ có tác dụng chống ung thư và một số bệnh khác. Nhưng nếu tiêu thụ nhiều có thể dẫn đến ung thư và làm cho tình trạng bệnh đã mắc trở nên nặng hơn và làm nghiêm trọng thêm một số bệnh đã mắc phải như dạ dày, viêm da, viêm gan. Trang The Hit dẫn lời từ các nhà nghiên cứu khoa học Mỹ. Làm vết thương nghiêm trọng hơn sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, vết thương rất cần có thời gian để lành lặn, cần hết sức tránh những thực phẩm cay, nóng. Ớt lại có tính nóng, ăn nhiều dễ gây lở loét, nóng rát. Vì vậy, bạn nên tiêu thụ một lượng ớt vừa phải sau phẫu thuật để tránh những triệu chứng không đáng có. Gây nhiệt miệng, lở miệng, nóng trong người. Theo Đông y, nóng trong người hay gọi là bị nhiệt có các biểu hiện nổi mụn nhọt và tổn thương da, lở miệng, khô nước môi, cảm giác nóng rát ở thượng vị, hay ở nóng, rát sau xương ức, bứt rứt, khó ngủ, đi tiêu khó. Ăn ớt nhiều và ớt quá cay có thể gây bỏng ở miệng, lở miệng, có thể nổi mụn nhọt, nóng rát vùng dạ dày, đi tiêu có cảm giác nóng rát ở hậu môn, nên cũng có thể gọi là gây nóng trong người. Vì vậy, nếu ăn ớt thì nên vừa đủ, không nên dùng quá nhiều. Nguy hiểm từ bột ớt. Quý vị thân mến, trong bột ớt có chứa aflatoxin và các hợp chất N-nitroso. Các chất này có thể là nguyên nhân gây ngộ độc và ung thư. Tuy ớt chứa hàm lượng vitamin C phong phú, beta-carotene tốt cho sức khỏe nhưng không phải người nào cũng có thể dùng. Nhất là những người có hội chứng đại tràng kích thích thì nên hạn chế ăn bột ớt cay. Vì vị cay của ớt có hại cho niêm mạc dạ dày, gây tổn thương dạ dày, nếu nặng thì có thể gây ung thư dạ dày. Những loại người sau đây nên tránh ăn ớt. 1. Những người bị bệnh trĩ.
các chất kích thích trong ớt gây tích nước trong tĩnh mạch có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí còn hình thành mủ trong hậu môn. 2. Người bị viêm loét dạ dày mãn tính, viêm thực quản. Ớt có vị cay có thể làm bỏng da, do vậy khi ăn ớt cay sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày, đặc biệt đối với những người đang bị loét dạ dày. Hơn nữa, ăn quá cay cũng ảnh hưởng đến men tiêu hóa của dạ dày, gây khó tiêu, ăn cay quá có nguy cơ loét dạ dày. 3. Phụ nữ mang thai. Đối với phụ nữ có thai, việc ăn cay không ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ. Nhưng theo các nhà khoa học, mẹ ăn cay khi mang thai sẽ dễ gây bệnh dị ứng cho trẻ sau này. Còn theo kinh nghiệm dân gian, mẹ ăn quá cay, con sinh ra dễ bị rôm sảy, nóng nhiệt trong người. 4. Người mắc bệnh về da. Ăn ớt trong khi viêm da, mắc các bệnh về da thì sẽ nặng hơn và khó khỏi. Những người thể trạng kém, nếu ăn cay không những khiến các triệu chứng trên nặng hơn mà còn dẫn đến xuất huyết, dị ứng, nếu nghiêm trọng còn gây viêm nhiễm. 5. Phụ nữ đang cho con bú. Ăn ớt cay sẽ ảnh hưởng đến trẻ qua sữa, cơ thể mẹ sẽ bị nóng, con có thể khó ngủ hay quấy khóc. 6. Những người đang điều trị bằng thuốc đông y. Những người này nên kiêng ăn ớt, bởi nếu dùng ớt sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị. 7. Người bị bệnh về mật. Do chất kích thích trong ớt làm tăng dịch dị trong dạ dày. Dịch dị tiết ra nhiều khiến túi gan co lại làm cho dịch gan tiết ra khó khăn hơn, từ đó dẫn đến viêm túi gan và tuyến tụy. 8. Người mắc bệnh tim, não, cao huyết áp, viêm khí quản mãn tính, bệnh phổi. Trong ớt chứa các nhân tố khiến lượng máu trong quá trình tuần hoàn tăng cao, tim đập nhanh, nếu xảy ra trong thời gian dài có thể dẫn đến suy tim, thậm chí là tử vong. Tại sao ăn ớt lại bị nghiện? Ớt là một loại gia vị được rất nhiều người yêu thích bởi vị cay nồng đặc trưng. Một số người còn nghiện nó và họ sẽ ăn không ngon miệng khi không có ớt. Thực ra, họ đã bị nghiện capsaicin, loại chất chứa bên trong ớt tạo cảm giác cay nóng khi ăn. Vì sao ăn ớt lại cay? Ớt là một loại rau, quả chứa nhiều vitamin C, carotene, chất xơ. Loại quả này thường được sử dụng làm gia vị để nấu kèm với món ăn, làm mắm ớt, muối ớt. Trong thành phần của ớt có chứa capsaicin, một chất oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa thức ăn bị hỏng, bảo vệ mạch máu. Và đây cũng chính là chất tạo nên vị cay của ớt. Khi ăn ớt, capsaicin sẽ thúc đẩy sự tiết ra chất B, một neurotransmitter thông báo cho não biết đang bị đau. Tuy nhiên, tiếp xúc với capsaicin lâu sẽ làm giảm cảm giác đau. Đó là lý do chất capsaicin trong ớt còn được sử dụng để chữa bệnh viêm khớp. Chất capsaicin có trong ớt kích thích sự tiết ra endorphin, hóa chất khiến cảm thấy khoan khoái. Đó là lý do khiến nhiều người rất thích ăn ớt. Ăn một thời gian, người ta sẽ cảm giác ớt như một thứ gây nghiện, không có ớt là sẽ không cảm thấy ngon miệng nữa. Như đã nói ở trên, càng ăn ớt thì sẽ không cảm thấy cay, khó ăn như lúc ban đầu. Chính vì vậy, có rất nhiều người ăn ớt như ăn trái cây mà không hề thấy cay, nóng. Với những người không ăn được cay, họ sẽ rất ghét mùi hắc, nồng, vì cay nóng của ớt. Với những người thích ăn ớt, thứ gia vị này tạo cảm giác ngon miệng hơn khi ăn. Họ rất thích vị cay cay tê tê nơi đầu lưỡi cùng cảm giác cay nóng mà ớt mang lại. Ớt có thể giúp giảm đau khớp, có tác dụng đốt cháy mỡ, giảm cân. Nhưng ăn ớt quá nhiều cũng không hề tốt. Chúng sẽ gây nên các triệu chứng nóng trong người như lở miệng, nổi mụn nhọt, nóng rát vùng dạ dày, viêm loét dạ dày, nặng hơn có thể gây ung thư dạ dày. Vì vậy, nếu cần thiết phải ăn ớt cho hợp khẩu vị thì cũng nên ăn một lượng ớt vừa đủ, không nên dùng quá nhiều. Nhiều người hay uống nước để giảm độ cay của ớt nhưng cách đó không hề có tác dụng. Bạn có thể uống sữa để giảm cảm giác cay nồng khi ăn ớt quá cay. Sữa chứa casein, một hợp chất có cấu trúc hóa học có thể hút capsaicin ra khỏi các cảm thụ quan. Ớt có thể làm thuốc chữa bệnh. Quý vị thân mến,
không chỉ được biết đến như một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn, ớt còn giúp làm tăng cảm giác ngon miệng cho người sử dụng. Với những thành phần có trong ớt, nhiều người thường đặt ra câu hỏi, liệu ớt có thể chữa bệnh được không? 1. Ớt gia vị của những món ăn. Ớt hay còn gọi phiên tiêu, thái phiên, lạp tiêu, hải tiêu. Theo quan điểm đông y, quả ớt có vị cay, tình nồng vào tâm và tỷ. Nhưng ngược lại, lá ớt có vị ngọt đắng, tính mát. Hơn nữa, lá ớt lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Vì vậy, từ những dữ liệu trên đã giúp trả lời câu hỏi lá ớt có ăn được không? Rễ ớt cũng có nhiều tác dụng như hoạt huyết, tán thủng, và đặc biệt theo kinh nghiệm dân gian, rễ ớt còn có vai trò trong điều trị phong thấp. Còn đối với quả ớt, có tác dụng ôn trung tán hàn, khai dị tiêu thực, trừ thấp. Và ớt được sử dụng làm gia vị, khai dị hỗ trợ tiêu hóa rất tốt trong các trường hợp như ăn kém chậm tiêu, đau bụng do tỳ vị hư hàn, tiết lị tiêu chảy, phong thấp đau nhức xương, sốt rét, sởi đậu ban chẩn. 2. Tìm hiểu về ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên hay còn được gọi với các tên khác nhau như lạc tiêu, lạc tử, ngưu giác tiêu, hải tiêu. Loại ớt này cũng được trồng trọt và thu hái từ lâu đời. Ớt chỉ thiên cây nhỏ có thể sống vài năm, thân dưới của ớt chỉ thiên có thể quá gỗ. Cây ớt chỉ thiên có nhiều cành, nhẵn. Lá của ớt chỉ thiên mọc so le nhau, hình thuông dài và đầu lá nhọn. Các bộ phận của ớt như quả, rễ, lá đều được sử dụng làm thuốc từ ớt. Trong kho tàng y học dân gian, ớt chỉ thiên đã được kết hợp với khá nhiều bài thuốc hay sử dụng điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. 3. Các bài thuốc chữa bệnh từ ớt. Đối với ớt, thông thường sẽ có những bài thuốc chữa bệnh như bài thuốc chữa đau bụng kinh niên, sử dụng 10g rễ ớt, 10g rễ chanh, 10g rễ xuyên tiêu. Mang các vị này đi sao vàng, sau đó sử dụng để nấu nước uống trong ngày. Bài thuốc sử dụng ớt chữa rắn rết cắn và côn trùng đốt, sử dụng lá ớt tươi với liều lượng vừa đủ, mang đi giã nát, sau đó đắp hỗn hợp lá giã nát vào vết cắn. Sau 15 đến 30 phút, nếu bạn vẫn còn cảm thấy đau nhức, đắp thêm lần nữa. Bài thuốc sử dụng ớt để chữa bệnh eczema, sử dụng 30g lá ớt tươi, 20g me chua. Sau đó, đem hỗn hợp này mang đi giã nát, sau đó lấy hỗn hợp đã được giã nát đắp vào chỗ đau. Bạn có thể thực hiện việc làm này liên tục 3-5 ngày. Bài thuốc sử dụng ớt để chữa mụn nhọt, đinh độc, sử dụng lá ớt, lá na, lá tử di, lá bồ công anh, lá táo. Mỗi loại lá có thể sử dụng với hàm lượng khoảng từ 10g đến 20g. Sau đó, mang hỗn hợp này đi giã nát và cho thêm vào một ít muối. Sử dụng hỗn hợp này đắp vào chỗ đau. Sử dụng ớt vào món cháo ớt để chữa bệnh, sử dụng 20g đến 60g ớt xanh, 60g gạo tẻ. Gạo nấu với ớt thành cháo, bạn nên sử dụng món cháo này khi đang còn nóng. Cháo ớt này thường được sử dụng cho người cảm cúm sốt nóng, rét run. Sử dụng hỗn hợp nước đường gừng ớt, sử dụng 10 đến 15g ớt đỏ chín tươi, 12g đến 15g gừng tươi, đường đỏ lượng thích hợp, nấu hãm nước cho uống. Hỗn hợp nước đường gừng ớt được sử dụng cho những người có tình trạng như ăn kém chậm tiêu, đau bụng do lạnh. Món ăn thịt lợn xào mướp đắng ớt xanh, sử dụng 80 đến 100g thịt lợn ba chỉ, 60g ớt xanh, 60g mướp đắng. Thịt thái lát mỏng và ớt cũng được thái lát, mướp đắng bỏ hạt thái lát, thêm gia vị, chút đường đỏ xào to lửa ăn nóng. Món ăn thịt lợn xào mướp đắng ớt xanh được sử dụng cho người bị sốt nóng, đau đầu chóng mặt, buồn nôn khi trời nắng nóng, làm việc ở nơi có nhiệt độ cao, giả mồ hôi, khát nước. Món ăn thịt bò xào cần tây ớt đỏ, sử dụng 300g đến 40g thịt bò nạc, 120g cần tây, 10g đến 20g ớt đỏ, 5g gừng tươi và một quả trứng gà. Thịt bò sẽ được thái ngang thớ, sau cần cắt ngắn, ớt đỏ thái lát mỏng, gừng thái mảnh. Xào thịt, cần tây, ớt đỏ đến chín, thêm gừng, trứng và gia vị vào,
cuối cùng thì đảo đều. Món thịt bò xào cần tây ớt đỏ khá tốt cho người bị ù tai, đau đầu chóng mặt, tăng huyết áp, xơ giữa động mạch. Món thịt dê hầm rễ ớt, sử dụng 100g đến 15g thịt dê, 60g rễ ớt. Thịt dê thái lát mỏng, rễ ớt rửa sạch và chặt thành khúc, sau đó trộn đều, hầm chín, thêm muối, gia vị, chia ngày 1 tháng 2 lần. Món ăn thịt dê hầm rễ ớt được sử dụng khá tốt cho người bị phong thấp đau sưng khớp. Món ăn canh cá lá ớt, sử dụng 200g đến 400g cá trê hoặc cá chép, một bó lá ớt. Cá làm sạch đem nấu canh với lá ớt, cùng với thêm gia vị thích hợp, sau đó sử dụng món ăn. Bạn thường dùng món ăn này cho người bị mụn nhọt, viêm đường tiết niệu, phù nề. Đối với ớt chỉ thiên, sẽ có một số bài thuốc điều trị bệnh. Sử dụng ớt chỉ thiên để hỗ trợ điều trị viêm khớp mãn tính. Sử dụng 1 đến 2 quả ớt chỉ thiên, 30g củ khúc khắc, 30g dây đao xương. Sử dụng hỗn hợp này sắc cùng với 700ml nước, còn 200ml chia 2 lần uống trong ngày, 10 ngày một liệu trình. Sử dụng ớt chỉ thiên để chữa ăn uống chậm tiêu. Ớt chỉ thiên dùng làm gia vị trong các bữa ăn hàng ngày theo nhu cầu trong bữa ăn. Lưu ý bạn không nên ăn quá nhiều, như vậy có thể sẽ gây hại cho dạ dày. Sử dụng ớt chỉ thiên trong việc chữa đau lưng do thời tiết. Sử dụng 15 quả ớt chỉ thiên, 80g rễ chỉ thiên, 3 cái lá đu đủ. Mang tất cả đem giã nhỏ ngâm cùng với tỷ lệ 1/2. Sử dụng hỗn hợp này để xoa bóp chỗ đau sẽ mau khỏi. Bạn có thể áp dụng xoa bóp 10 ngày. Sử dụng ớt chỉ thiên trong việc hỗ trợ điều trị bệnh dậy nến. Lá ớt chỉ thiên một nắm to, một nắm chặt tay và đem sao chín nhưng không cháy. Một bát tinh tre đằng ngà cạo lấy, lá thuốc bỏng 7 đến 9 lá, khoảng 300g thiên niên kiện khoảng. Tất cả hỗn hợp này cho vào nồi với 2 lít nước, đun sôi kỹ, uống dần thay nước trà hàng ngày. Mỗi liệu trình sử dụng điều trị khoảng 15 ngày. Giảm đau do mụn nhọt, chưa dở mủ, lấy lá ớt giã nát với ít muối, dùng đắp vào nhọt đang mưng mủ sẽ bớt đau. Ngoài ra, theo nghiên cứu ớt còn có nhiều tác dụng khác nhằm ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao. Một số nghiên cứu thực hiện và cho kết quả cho thấy, những loại ớt vỏ xanh, trái nhỏ có hàm lượng capsaicin nhiều hơn. Ngoài ra, trong quả ớt còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin như vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, axit citric, axit malic, beta-carotene. Tuy nhiên, ớt có vị cay, nóng nên tùy với mỗi thể trạng cần gia giảm thế nào cho hợp lý. Vì vậy, trước khi áp dụng bài thuốc được sử dụng ớt cần có sự tư vấn của thầy thuốc. Quý vị thân mến, ớt là một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn. Không những thế, màu sắc của ớt còn có thể dùng để trang trí. Tuy nhiên, với vị cay nồng tính nóng, ăn ớt có tốt cho sức khỏe không và ăn ớt nhiều có tốt không? 1. Ăn ớt cay chứa nhiều chất capsaicin giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày và tuyến tiền liệt. Theo nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học cho hay ớt có chứa nhiều C9H14O2 dồi dào. Đây là chất được gọi là capsaicin có tác dụng tốt với bệnh như ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt. Một điểm đáng chú ý hơn là ớt được sử dụng làm gia vị từ rất lâu. Khoảng 7.500 năm trước công nguyên, ớt đã xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình. Theo nhận định khoa học thì ăn ớt cay trái càng mọng càng có khả năng chống bệnh tốt hơn. Theo ghi chép của Đông y, vị cay nồng và nóng của ớt có nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là capsaicin, một chất chủ yếu tạo ra vị cay, giúp não sản sinh ra hormone endorphin. Chất này ngoài giảm đau hiệu quả còn giúp điều trị các nguy cơ mắc bệnh ung thư. 2. Ăn ớt cay tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu tại Úc, ăn ớt cay thường xuyên sẽ giúp cơ thể kiểm soát insulin trong máu. Đây là tác dụng có ích đối với bệnh nhân tiểu đường. Theo phân tích thống kê, người ăn ớt đã giảm đến 60% lượng đường huyết so với nhóm bệnh nhân không có thói quen ăn ớt cay. Do vậy, đây là một gia vị không nên bỏ đối với người đang bị bệnh tiểu đường.
3. Ăn ớt có hiệu quả giảm đau. Capsaicin không chỉ là chất chống ung thư mà còn mang lại công dụng giảm đau giống như nguyên lý hoạt động của thuốc tê. Do đó, khi ăn ớt cay, cảm giác đau sẽ không truyền được xung nhịp lên hệ thần kinh. Nhờ vậy mà cơ thể sẽ giảm xuất hiện đau nhức khó chịu. Đó có thể là lý do khiến thành phần của ớt được nghiên cứu chiết xuất nhiều hơn. Với sự phát triển của y học hiện đại, ớt cay được chiết xuất lọc lấy capsaicin làm thuốc tê dùng cho phẫu thuật bao gồm mổ đẻ hay các phẫu thuật mổ khác. Ngoài ra, nhờ tính năng giảm đau tự nhiên, tinh chất capsaicin còn được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Tinh chất này được nghiên cứu bổ sung cho một số loại kem bôi ngoài da. Cụ thể là dùng tinh chất để bôi giúp giảm đau nhức xương khớp và dùng thắt lưng. 4. Ăn ớt cũng có thể nâng cao hệ miễn dịch cho sức khỏe. Có một số nghiên cứu đã phân tích về tính cay nóng của ớt cho thấy ớt có khả năng sát trùng khá cao. Hơn nữa, những thực phẩm được thêm ớt sẽ lâu hỏng và hạn chế mức độ xâm nhập của vi khuẩn. Do vậy, ớt được đưa vào nghiên cứu để khai thác triệt để công dụng nâng cao sức khỏe miễn dịch cho con người. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả trong thí nghiệm, nhưng khi có đánh giá cụ thể sẽ được công bố và đưa vào ứng dụng nhiều hơn. 5. Ăn ớt giúp cân nặng được kiểm soát. Giảm cân là nhu cầu nâng cao sức khỏe của phái đẹp. Có nhiều nghiên cứu cho rằng, nhờ tính cay nồng mà khi ăn ớt, nhiệt lượng trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Sự thiêu đốt đó sẽ khiến nhu cầu dùng nước tăng lên. Có lẽ vậy mà calo thừa được thúc đẩy chuyển hóa mạnh mẽ. Khi ăn ớt kết hợp uống nước để giảm độ cay, cơ thể ngoài thiêu đốt calo còn tăng cảm giác no, khiến cảm giác thèm ăn mất đi. Hơn nữa, ớt cũng giúp khẩu vị cải thiện, khiến thức ăn được chuyển hóa và cơ thể hấp thụ tốt hơn. Nhờ vậy mà ăn ớt cay sẽ làm tăng chức năng hoạt động của não bộ, khiến cho hệ thần kinh phát tín hiệu đến thận. Khi thận được thông báo sẽ tiết dịch hỗ trợ vận động của cơ thể. Do vậy, chất béo nhanh chóng bị dịch thận tiết ra thiêu đốt. Vì vậy mà các nghiên cứu đã hướng ớt đến ứng dụng giảm cân cho đối tượng có nhiều mỡ thừa và nguy cơ béo phì. Đối tượng không nên sử dụng ớt trong các món ăn. Ớt có thể mang lại nhiều công dụng diệu kỳ và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn ớt thường xuyên không được khuyến khích vì chúng rất cay và nóng. Có nhiều người luôn thắc mắc ăn ớt nhiều có tốt không? Điều này còn phụ thuộc lớn vào cơ thể người sử dụng. Có một số đối tượng được chỉ định không nên ăn ớt để đảm bảo duy trì sức khỏe của cơ thể. Những bệnh nhân mắc một số bệnh như bệnh tim, bệnh não, bệnh huyết quản hoặc huyết áp cao đều không nên ăn ớt. Tuy rằng ớt có thể phòng ngừa ung thư dạ dày, nhưng với đối tượng đã mắc chứng viêm loét dạ dày lại không nên ăn. Vì cay của ớt có khả năng kháng khuẩn mạnh, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến các vết thương bị phỏng nặng khi tiếp xúc. Có thể thấy rằng khi sơ chế ớt không cẩn thận sẽ làm bạn bị phỏng da. Do đó, nếu có viêm loét dạ dày hoặc dùng họng, đặc biệt không nên ăn ớt. Thai phụ đặc biệt không nên sử dụng ớt trong thực đơn. Tuy rằng một số vùng miền có phong tục dùng ớt là gia vị chính trong món ăn, nhưng điều này là nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Tính nóng cay nồng của ớt sẽ khiến người mẹ bốc quả, ảnh hưởng tới sức khỏe và hạn chế khả năng hấp thụ dinh dưỡng của thai nhi khi cơ thể mẹ không được điều hòa. Thêm vào đó, khi mẹ ăn cay đi vào sữa, trẻ bú cũng sẽ khiến em bé bị bốc quả, khó ngủ và thường xuyên quấy khóc. Ớt chuông thuộc nhóm rau củ có thành phần dinh dưỡng khá phong phú. Tuy nhiên, một số người cho rằng sử dụng ớt chuông có thể không cay. Vậy nhận định này có hoàn toàn chính xác không? Ớt chuông là loại rau củ quả phổ biến trên thế giới. Tùy thuộc vào quốc gia, ớt có thể được gọi bằng những cái tên khác nhau như ớt ngọt, ớt bột, ớt chuông, hoặc đơn giản và dễ hiểu là ớt. Ngoài tên gọi, ớt chuông cũng khác nhau về màu sắc. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với các loại màu xanh lá cây, cam, vàng và đỏ, nhưng cũng có những loại ớt chuông màu tím, nâu và vàng rất nhạt. Vậy thực chất ớt chuông có cay không? Ớt chuông cùng họ thực vật có vỏ hoặc họ Solanaceae với cà chua, cà tím, khoai tây và ớt.
ớt trong họ thực vật này được phân loại khoa học là Capsicum annuum và điều này được áp dụng cho cả giống ớt ngọt như ớt chuông và ớt cay như ớt jalapenos và cayenne. Có nhiều giống ớt Capsicum hoặc ớt được phân loại dưới các tên loại khác nhau. Ví dụ, habanero chile được phân loại theo Capsicum chinensis. Nếu ớt chuông cùng phân loại khoa học với ớt cayenne, vậy ớt chuông có không cay. Hợp chất này đi đến một hợp chất hóa học capsaicin. Hóa chất này được xem như lý do duy nhất khiến ớt jalapeno cay còn ớt chuông thì không. Ớt chuông không có capsaicin. Capsaicin tự gắn vào màng nhầy trong miệng của chúng ta, từ đó tạo ra cảm giác bốc hỏa. Nhiệt lượng trong miệng của bạn sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại ớt bạn đã ăn. Ớt được xếp hạng theo nhiệt của chúng hoặc lượng capsaicin mà chúng chứa trên một thang đo được gọi là thang Scoville. Nồng độ capsaicin được đưa ra một con số trên thang đo đơn vị nhiệt Scoville. Ớt chuông không có capsaicin, vì vậy chúng không có đơn vị nhiệt Scoville, do đó chúng nằm ở cuối thang đo Scoville. Ăn ớt chuông có tốt không? Mặc dù ớt chuông có thể không cay nhưng ớt chuông không khiến chúng dễ chịu hơn ớt cay. Nhiều người trong số các bạn có thể đã ăn ớt chuông ở dạng khô, xay hoặc ớt bột. Loại gia vị màu đỏ đậm trong tủ ớt bột thực chất được làm từ ớt chuông đỏ. Ớt chuông cung cấp hàm lượng vitamin A với 149g ớt chuông sẽ là 551 IU vitamin A. Đối với ớt chuông càng đỏ thì hàm lượng chất dinh dưỡng này chứa càng nhiều. Ngoài ra, ớt chuông còn cung cấp thành phần folate giúp hỗ trợ chức năng của tế bào hồng cầu đặc biệt quan trọng với phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa, nó còn có tác dụng ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh đối với thai nhi. Thêm vào đó, các loại ớt chuông có màu sắc sắc nét đều có chứa hàm lượng kali cao. Kali được biết đến với vai trò giúp giữ chất lỏng và khoáng chất trong cơ thể được cân bằng, từ đó tăng cường chức năng cơ bắp cũng như điều hòa huyết áp. Nhờ những giá trị tuyệt vời trên, ớt chuông thường được sử dụng trong các món xào, canh, nước ép, đều rất tốt cho sức khỏe. Trên đây là những thông tin giải đáp cho câu hỏi ớt chuông có cay không? Khi đã hiểu rõ về nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng của loại quả này, bạn có thể lên kế hoạch sử dụng sao cho hợp lý. Đầu bếp tiết lộ 5 món bẩn nhất trong nhà hàng. Khách nào tới cũng gọi nhưng chính nhân viên cũng chẳng dám đụng đũa. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, vào những dịp đặc biệt, nhiều gia đình lựa chọn ăn tối tại nhà hàng để dành thời gian quây quần và thư giãn bên nhau. Các nhà hàng, quán ăn là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống cho thực khách nên họ luôn phải đảm bảo tiêu chí về chất lượng đồ ăn và vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng, không phải nhà hàng nào cũng tuân thủ 100% những quy định ấy. Bạn làm sao có thể khẳng định được những món mình ăn hoàn toàn sạch sẽ và có gây ngộ độc hay không? Mặc dù ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, tuy nhiên việc đi ăn bên ngoài luôn khiến cho việc kiểm soát thực phẩm trở nên khó khăn hơn. Hoàn toàn có thể khiến bạn đối mặt với vi khuẩn Listeria, Norovirus và E. coli. Trong một cuộc phỏng vấn, các đầu bếp nổi tiếng tại Mỹ đã tiết lộ những món ăn bẩn nhất trong nhà hàng, đến họ cũng không dám ăn nhưng lại bán cho khách rất chạy. 1. Món hàu sống. Món hàu sống rất ngon nhưng luôn đi kèm với những rủi ro sức khỏe. Theo ông Yori, một luật sư của các vụ ngộ độc thực phẩm cho biết một con hàu có thể chứa những vi khuẩn vô cùng đáng sợ, đó là Norovirus, Shigella và Vibrio, vi khuẩn ăn thịt. Vi khuẩn Vibrio có thể khiến bạn nôn ói, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn Vibrio có trong hàu có thể khiến bạn nôn ói, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Một đầu bếp cũng cho biết, mình không bao giờ gọi hàu ở bất cứ nhà hàng nào nếu như không biết nguồn gốc của những con hàu đó và chúng được bảo quản như thế nào. Nếu ăn phải những loại hàu không được bảo quản đúng cách thì việc ăn sống có thể giết chết bạn. 2. Bánh mì. Bánh mì là món được nhiều khách hàng gọi nhất khi đi ăn trong các nhà hàng. Thế nhưng, đây lại là món mà các đầu bếp không bao giờ sử dụng. Theo khảo sát, các đầu bếp cho rằng chiếc bánh mì trên bàn của bạn
rất có thể là chiếc bánh ăn thừa của bàn bên cạnh. Bạn không thể dám chắc chiếc bánh mì này đã được người ăn trước đó cầm lên ngửi hay có bị bắn nước miếng vào trong quá trình ăn các món khác hay không. Việc nhiễm khuẩn là hoàn toàn có thể xảy ra. 3. Món rau sống. Nhiều người thích gọi rau sống hoặc rau mầm để ăn cùng bún, phở, nhưng theo ông các đầu bếp, loại rau này đã từng là nguyên nhân của hơn 30 đợt dịch tại Mỹ kể từ năm 1990. Chúng ta hoàn toàn không có cách để đảm bảo tuyệt đối an toàn khi ăn chúng, trừ khi nấu chín. Ngoài ra, theo chuyên gia dinh dưỡng rau mầm, rau sống thường được trồng trong môi trường ẩm ướt, ấm áp, rất phù hợp cho E. coli và Salmonella phát triển mạnh. Ngoài ra, có rất nhiều vi khuẩn sinh sống ở các búp lá gần như không thể rửa sạch được. 4. Món trứng chần. Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên tránh ăn trứng chần tại nhà hàng bởi nó có thể khiến bạn với nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Bệnh này tương tự như viêm dạ dày. Triệu chứng chính của nhiễm vi khuẩn Salmonella là tiêu chảy nghiêm trọng mỗi 10 hoặc 15 phút. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như máu trong phân, đau bụng, nôn mửa, sốt và nhức đầu. 5. Đồ ăn nhẹ, nhanh, miễn phí. Mỗi khi vào quán ăn, chúng ta hay được cấp những đĩa hạt, bánh quy, phồng tôm miễn phí. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng những loại thực phẩm này bởi ít khi các nhà hàng đem ra đồ ăn mới cho mỗi khách hàng mới. Rất có thể nó đã từng được chạm phải từ bàn tay của các vị khách trước. Cuối ngày, nếu còn thừa thì những đồ ăn này sẽ bị đổ vào thùng chứa và quay trở lại các khách hàng mới vào ngày hôm sau. 6. Các món nướng, chiên. Đầu bếp nổi tiếng người Canada chia sẻ rằng món nướng, chiên không nên gọi trong các nhà hàng vì thực phẩm nướng, chiên không bao giờ tươi ngon như đồ hấp hoặc đồ tái. Ngoài ra, đầu bếp luôn sử dụng rất nhiều gia vị, chế biến trên lửa lớn để che giấu chất lượng thật sự của nguyên liệu. Đặc biệt, việc thường xuyên ăn nhiều đồ nướng sẽ khiến bạn đối diện với nhiều vấn đề nguy hại đối với sức khỏe, trong đó có việc tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. 7. Món chay. Các đầu bếp cảnh báo, bạn chỉ nên ăn chay ở những địa điểm uy tín bởi nếu không, việc ăn chay của bạn sẽ giống như một canh bạc. Thực tế là có rất nhiều nhà hàng uy tín sử dụng chất béo động vật trong nước sốt của họ. Ngoài ra, có rất nhiều nguyên liệu đặc biệt mà bạn không thể nào tìm ra nguồn gốc. Tiếp theo đây là 4 món được công nhận là bẩn nhất trong các nhà hàng lẩu. Khách nào cũng thích nhưng nhân viên lại chẳng dám ăn. Vào những ngày thời tiết mát mẻ, thật khó để chúng ta có thể chối từ sức hấp dẫn của một nồi lẩu ấm nóng. Và đó cũng là lý do vì sao những ngày này lượng khách hàng tìm đến quán lẩu tăng đột biến. Ở quán lẩu, khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại nước lẩu, bên cạnh đó là hàng loạt nguyên liệu đa dạng đi kèm như thịt, hải sản, đồ chiên. Những thực phẩm này tuy đem lại cảm giác ngon miệng nhưng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Thậm chí nhiều món nhân viên nhà hàng không dám ăn. Bạn có biết đó là gì không? 1. Các loại chiên nhúng lẩu, cá chiên, tôm chiên, bò chiên. Để tăng cường hương vị cho nồi lẩu, không ít nhà hàng có bổ sung các loại cá chiên, bò chiên, tôm chiên vào thực đơn cho khách lựa chọn. Đồng thời đây cũng là loại thực phẩm mà trẻ nhỏ rất yêu thích. Tuy nhiên, nguyên liệu để làm các loại thịt viên thường đến từ rất nhiều loại thịt dụng trộn với nhau. Chưa kể, các thành phần chủ yếu là chất béo, mỡ mà điều kiện vệ sinh lại rất kém. Không những vậy, thịt viên có thể bị nhiễm bụi bẩn từ cơ sở chế biến, đồng thời chứa rất nhiều lông động vật không được làm sạch. Loại thực phẩm này khó mà đảm bảo được vệ sinh và dinh dưỡng, vì vậy tốt nhất nên tránh ăn. 2. Tiết dịch. Nếu là một tín đồ của các món lẩu dịch, chắc chắn bạn sẽ không thể quên gọi tiết dịch mỗi khi ăn trong nhà hàng. Quá trình để làm tiết động vật thật sự cần đảm bảo vệ sinh nếu không sẽ dễ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng không thể đảm bảo độ sạch sẽ cho mỗi lần làm. Thậm chí, tiết dịch còn được pha tạp chất hoặc được dùng tiết của loại động vật khác pha thay thế. Tốt nhất, bạn cũng không nên gọi tiết dịch khi ăn lẩu nếu không rõ nguồn gốc. 3. Bông cải xanh.
Bông cải xanh là một loại rau nhúng lẩu nhiều người yêu cầu, nhưng nó cũng thuộc nhóm những món không nên gọi khi đi ăn nhà hàng. Vì sao ư? Ai cũng biết bông cải xanh rất khó làm sạch, không phải nhà hàng lẩu nào cũng làm sạch cẩn thận. Khi đó, bông cải xanh có thể sẽ giữ nguyên bụi, vi khuẩn bám bên trong từng kẽ lá. Khuyến nghị mỗi người không nên gọi bông cải xanh khi ra ngoài ăn kẻo gặp vấn đề về hệ tiêu hóa. 4. Tôm đông lạnh. Lẩu hải sản là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, món tôm ở các quán lẩu bình dân thường là hàng đông lạnh. Nhìn chúng có vẻ tươi ngon, nhưng bạn lại không hề biết có thể chúng đã được xử lý qua nhiều loại thuốc để tránh bị nhũn hỏng, thậm chí để một năm vẫn còn tươi như cũ. Không giống như thịt, hải sản vốn là thực phẩm chứa nhiều vi khuẩn. Việc ướp đá hay bảo quản hải sản trong tủ đông không thể triệt tiêu được các vi khuẩn và mầm bệnh, mà chỉ tạm thời làm chậm lại các hoạt động của chúng. Khi để tôm, cua, mực trong tủ lâu ngày, hàm lượng vi khuẩn sẽ tăng nhanh, protein trong nó cũng sẽ bị biến tính. Thưa quý vị, hãy lựa chọn thông minh và an toàn, bởi trong mỗi lựa chọn ấy không chỉ là hương vị, mà còn là sự bảo vệ cho bản thân và những người thân yêu. Cuối cùng, chúng tôi khuyến nghị khách hàng đừng bao giờ ngại ngần đi kiểm tra phòng vệ sinh trước khi đặt nhà hàng, bởi nếu phòng tắm trông bẩn thỉu, tồi tệ thì nhà bếp có lẽ còn tệ hơn thế. Tôi sẽ không bao giờ ăn uống trong một nhà hàng có phòng vệ sinh bẩn thỉu, bởi nếu nhân viên nhà hàng không chú ý giữ vệ sinh sàn nhà, bồn cầu thì bạn nghĩ xem, họ có giữ vệ sinh nơi nấu nướng hay không? Đây là lời chia sẻ của một đầu bếp nổi tiếng. Mắc phải 7 căn bệnh này, hãy dùng ngay nấm lá chanh sẽ khỏi tiệt mà chẳng cần tới thuốc tây. Quý vị thân mến, ngay tại chính khu vườn của mỗi nhà lại ẩn chứa những bí mật của thiên nhiên có khả năng mang lại sức khỏe và sự cân bằng cho cuộc sống của chúng ta. Một trong những người hùng không được nhắc đến nhiều nhưng lại sở hữu khả năng chữa bệnh phi thường chính là lá chanh. Lá chanh thường được biết đến như một gia vị tạo hương trong các món ăn. Ít ai biết rằng lá chanh còn là một kho tàng của những lợi ích y học, đặc biệt trong việc điều trị các bệnh thông thường. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những lợi ích kỳ diệu của lá chanh, từ khả năng giảm đau, chống vi khuẩn, đến tác dụng trong việc cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Sự phong phú của các hoạt chất trong lá chanh không chỉ giúp chúng ta đối phó với những bệnh tật thông thường, mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc duy trì sức khỏe một cách tự nhiên và bền vững. 1. Trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm, uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 5g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml, khi uống cho thêm ít đường, dùng trong 3 đến 5 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. 4. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá xông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, sả và tỏi sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau: lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dung hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt, mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này, cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước. Uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn. Uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này,
cần 10 gram lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. 7. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, sả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp nhanh ra mồ hôi, giảm nhức đầu và giải cảm rất hiệu quả. 8. Lá chanh cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Đầy hơi là kết quả của quá trình lên men của thức ăn khó tiêu trong ruột, gây khó chịu và đau đớn. Lá chanh có đặc tính tống hơi, có nghĩa là chúng có thể giúp giảm khí và đầy hơi bằng cách thúc đẩy quá trình trục xuất khí và cải thiện chức năng tổng thể của đường ruột. Trà lá chanh, một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng lá chanh cho vấn đề tiêu hóa là pha trà. Đun sôi một vài lá chanh trong nước khoảng 5 đến 10 phút, sau đó gạn lấy nước và uống. Thưa quý vị, thông qua những chia sẻ trên, có thể thấy lá chanh không đơn thuần là một nguyên liệu nấu ăn thông thường, mà nó còn là một dược liệu có nhiều tác dụng cho con người. Hãy chăm chút cho mảnh vườn thân yêu của mình, cũng chính như đang bảo vệ cho sức khỏe của mình quý vị nhé. Phần tiếp theo của video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một loại cá. Cá này rẻ bằng 1/5 cá hồi nhưng omega 3 lại ngang nhau, lại không sợ ngậm thủy ngân, bán rất nhiều ở chợ. Thưa quý vị, cá hồi là nguồn dinh dưỡng dồi dào omega 3 đến nỗi nhớ tới việc bổ sung omega là người ta nghĩ tới cá hồi. Omega vô cùng quan trọng với sự phát triển trí não ở trẻ nhỏ và giữ gìn trí nhớ ở người lớn, bảo vệ tim mạch và chống bệnh khúc xạ mắt. Bổ sung omega 3 là vô cùng quan trọng với sức khỏe. Do đó tìm thực phẩm giàu omega rất quan trọng. Nhiều năm trở lại đây, cá hồi được du nhập vào Việt Nam thành món ăn sang chảnh và giàu omega. Nhưng cá hồi giá cao và nguy cơ ngậm thủy ngân. Trong khi đó tại biển Việt Nam có loại cá trích rất giàu omega 3. Trong một khẩu phần ăn cá hồi có thể cung cấp tới 2.150mg omega 3 cùng protein chất lượng cao và nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin D, selen và vitamin B, thì trong một khẩu phần cá trích cũng có lượng omega tương tự. Theo đó, một khẩu phần ăn cá trích cũng có tới 2.150mg omega 3, không thua kém gì cá hồi. Hơn nữa, cá trích được xếp vào nhóm cá ít nhiễm thủy ngân hơn cá hồi, cá thu, cá ngừ. Cá trích bán tại Việt Nam do ngư dân đánh bắt, giá ở địa phương chỉ dao động khoảng 40-50 ngàn một cân, còn ở thành phố có thể 80-100 ngàn đồng. Cá trích cấp đông hoặc cá trích hộp cũng rẻ hơn cá hồi. So với giá cá hồi trên thị trường thì cá trích rẻ chỉ bằng khoảng 1/3-1/5 cá hồi. Cá trích chế được thành nhiều món hợp khẩu vị Việt. Cá hồi là món ăn sang chảnh nhưng không phải phù hợp với tất cả người Việt. Trong khi đó, cá trích rất phù hợp với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, cá trích có thể ăn cả xương khi kho mềm nên bổ sung canxi lý tưởng. Do đó, chọn cá trích là một lựa chọn thông minh có thể giúp bạn thay thế món cá hồi đắt tiền. Tất nhiên, bạn không nên từ bỏ cá hồi, nhưng để đảm bảo tài chính và phương diện dinh dưỡng thì nên kết hợp và luân phiên. Cá trích cũng là nguyên liệu được thế giới dùng để sản xuất ra viên omega 3. Omega 3 là một axit béo tốt cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Omega giúp giảm chất béo trung tính, tăng cholesterol tốt, ngăn ngừa đột quỵ do tích tụ mảng bám trong động mạch và cục máu đông trong cơ thể. Chế biến cá hồi thường theo cách phương Tây, còn chế biến cá trích có thể theo rất nhiều cách nấu ăn của người Việt như gỏi cá trích, cá trích kho, cá trích nướng, cá trích sốt cà chua, cá trích chiên giòn ăn cùng cơm trắng. Cá hồi thường chỉ được dùng dịp cuối tuần, các món ăn cải biến hoặc ăn gỏi đôi khi không hợp với khẩu vị nhiều người Việt. Chính vì thế, cá trích cũng thuận lợi hơn trong việc sử dụng trong các bữa cơm gia đình và đáp ứng nhu cầu thói quen ăn uống của cả người lớn, trẻ nhỏ. Ngoài omega 3, cá trích còn nhiều dinh dưỡng và công dụng khác. Cá trích cung cấp protein,
cá trích rất giàu protein và lượng calo thấp nên rất tốt cho chế độ ăn kiêng giảm béo, giảm cân. Cá trích giàu chất chống oxy hóa và vitamin. Trong cá trích rất giàu vitamin E và selen là các chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, giảm tác hại của gốc tự do, chống lão hóa. Cá trích cũng là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư và bệnh tim. Ngoài ra, cá trích còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như vitamin B12, vitamin B3, phốt pho, kali. Cá trích giàu sắt chống thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng còn phổ biến ở phụ nữ, trẻ nhỏ, người già Việt Nam. Ăn cá trích giàu chất sắt cao nên giúp tăng sản xuất máu trong cơ thể. Cá trích bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe. Ngoài lượng canxi cao thì đặc trưng cá trích bé mềm nên có thể kho một xương, ăn cả xương càng tốt cho hệ xương. Trong cá trích còn giàu vitamin D giúp hấp thu canxi tốt hơn. Do đó bổ sung cá trích cho người lớn và trẻ nhỏ rất cần thiết. Vì thế nếu cần một loại cá giàu omega 3 và vẫn muốn rẻ tiền dễ ăn thì cá trích là loại cá được lựa chọn hàng đầu quý vị nhé. Sao muốn món ăn quốc dân nhưng bốn kiểu người này không nên ăn, đó là ai? Thưa quý vị, ai cũng biết rau muống là món ăn quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Rau muống là loại rau bình dân, rẻ tiền nhưng đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe. Trung bình cứ 100g rau muống chứa 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm, magie. Ăn rau muống có lợi cho người mắc bệnh thiếu máu, loãng xương, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt, trong đông y, rau muống vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng giải độc, thông đại tiểu tiện, chữa táo bón, đái rắc. Bên cạnh đó, theo các phương thuốc dân gian dùng rau muống để phòng và chữa một số chứng bệnh thường gặp. Tuy nhiên, cho dù rau muống rất tốt, nhưng theo các chuyên gia có 5 nhóm người này kỵ với rau muống tuyệt đối nên tránh xa kẻo rước bệnh vào người. Người dị ứng rau muống. Nếu như bạn ăn rau muống vào nổi mẩn ngứa, mề đay hoặc cảm thấy khó chịu, khó thở, thở khó, tiêu chảy, đau bụng thì nên dừng ăn rau muống và kiểm tra xem mình có bị dị ứng với rau muống không. Nếu bạn thử nhiều lần, cứ mỗi lần ăn một chút rau muống cũng bị những biểu hiện tương tự thì chứng tỏ bạn bị dị ứng với món ăn này và nên tránh xa. Bởi cơ thể con người là khác nhau và có những người do cơ địa đặc biệt không thể tiêu hóa được một món ăn nào đó là chuyện bình thường và nên tránh nó ra. Người đang có vết thương. Theo các chuyên gia thì với những người đang có vết thương trên da không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích sinh tế bào gây sẹo, làm xấu da. Thậm chí sẽ khiến cho chỗ da mới mọc bị ngứa nhiều hơn. Vì thế, chỉ nên ăn rau muống khi vết thương đã khỏe hẳn, da đã lành lại mà thôi. Người mắc bệnh gút, sỏi thận. Theo các chuyên gia cho biết với những người mắc chứng gút, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, người huyết áp cao không nên ăn rau muống. Nguyên nhân chính là nếu như người bệnh ăn rau muống sẽ khiến bệnh tình tăng nặng hơn. Chính vì vậy, khi thấy có những biểu hiện khác thường sau khi ăn rau muống, bạn cần ngưng lại ngay. Người mắc bệnh viêm khớp. Rau muống không thích hợp với những bệnh nhân mắc bệnh đau nhức xương khớp bởi vì những dưỡng chất trong loại rau này có thể khiến cơn đau nhức trầm trọng hơn, người mắc bệnh càng khó chịu, mệt mỏi. Người đang uống thuốc. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc đông y thì không nên ăn rau muống. Những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến bệnh lâu khỏi. Chính vì vậy, nếu bạn đang dùng thuốc đông y hay thuốc nam thuốc bắc thì không nên ăn rau muống kẻo giảm đi tác dụng của thuốc nhé. Tiếp theo chuyên mục sức khỏe hôm nay, xin gợi ý đến quý vị 7 loại rau giàu canxi hơn cả nước hầm xương, ăn nhiều không sợ béo. Nước hầm xương chứa nhiều chất béo có thể khiến bạn dễ dàng tăng cân nếu ăn nhiều. Trên thực tế, có rất nhiều loại rau chứa lượng canxi dồi dào, có thể sử dụng thay thế nước hầm xương như cải chip. Cải chip là loại rau có thành phần dinh dưỡng phong phú, tốt cho sức khỏe. 100g rau cải chip có thể chứa tới 105mg canxi. Ngoài ra,
Loại rau này còn chứa nhiều vitamin A, C, axit folic, sắt, beta-carotene, kali. Phụ nữ mang thai ăn loại rau này có thể bổ sung beta-carotene giúp giảm nguy cơ mắc ca phổi, ca ruột kết cho bé sau này. Cải chip có thể dùng để luộc, xào, nấu canh đều được. Bắp cải. Bắp cải là loại rau quen thuộc, có giá thành rẻ, hay xuất hiện trên mâm cơm gia đình, nhất là vào mùa đông. Ít người biết rằng bắp cải là một loại rau chứa khá nhiều canxi. 100g bắp cải có thể cung cấp 97mg canxi. Bắp cải còn cung cấp nhiều chất xơ giúp hoạt động tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Loại rau này cũng có tác dụng bảo vệ dạ dày. Bông cải xanh. Bông cải xanh được ví là siêu thực phẩm vì nó có chứa nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, bông cải xanh có hàm lượng vitamin K và canxi dồi dào, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Bông cải xanh còn chứa nhiều chất xơ, protein, carbohydrate, vitamin A, C giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm cân. Chất phytochemical trong bông cải có tác dụng phòng chống nhiễm trùng, chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tật rất tốt. Cải xoăn. Cải xoăn là loại rau có hàm lượng canxi cao, dễ hấp thu hơn sữa. Cải xoăn và các loại rau khác như cải bắp, rau diếp đều chứa nhiều vitamin K. Đây là chất cần thiết cho quá trình hình thành osteocalcin, giúp tích tụ canxi vào trong xương. Rau diếp. Rau diếp có chứa hàm lượng canxi cao giúp duy trì sự khỏe mạnh của xương và răng. Ngoài ra, rau diếp còn cung cấp nhiều vitamin A, B và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, bảo vệ tim mạch, chống lão hóa. Rong biển khô. Rong biển khô là một trong những thực phẩm có hàm lượng canxi cao nhất. 100g rong biển khô có thể cung cấp 264mg canxi. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều protein. Loại thực phẩm này còn chứa taurin có lợi cho việc phát triển não bộ, hệ thần kinh. Rong biển khô có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như nấu canh, làm salad. Tỏi tây. Tỏi tây chứa nhiều vitamin, canxi, kali. Nó còn cung cấp nhiều vitamin nhóm B, axit folic. Ăn tỏi tây thường xuyên là cách giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Bạn có thể sử dụng tỏi tây trong các món xào, nấu súp, làm salad. Tiếp theo sau đây là 5 nhóm người đại kỵ với thịt gà, tốt nhất không nên ăn. Thưa quý vị, thịt gà là thực phẩm khá lành tính, thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình người Việt. Đặc biệt, gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Gà có đa dạng chủng loại như gà ri, gà ác, gà chọi, gà đông tảo. Loại gà ri, gà ta, gà ác vẫn là những loại phổ biến, được nhiều người yêu thích. Theo đông y, thịt gà ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Người gầy yếu, sút cân, suy kiệt, ăn kém, đầy bụng không tiêu, tiêu chảy, huyết trắng, tiểu giắc, phù nề, tiểu đường có thể dùng loại thực phẩm này để bồi bổ sức khỏe. Mặc dù thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng và khá lành tính nhưng cũng có một số đối tượng nên hạn chế ăn. 1. Người bị bệnh sỏi thận. Người bị sỏi thận nên tránh ăn thịt gà do thực phẩm này có hàm lượng protein cao, có thể khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên, làm gia tăng việc hình thành sỏi thận. 2. Người bị táo bón, khó tiêu. Những người bị táo bón, khó tiêu nếu thường xuyên ăn thịt gà thì có thể làm tình trạng ngày càng nghiêm trọng. 3. Người vừa trải qua phẫu thuật. Theo kinh nghiệm dân gian, những người vừa trải qua phẫu thuật nên hạn chế ăn thịt gà vì loại thực phẩm này có thể dẫn tới tình trạng sưng, mưng mủ, khiến vết thương lâu lành, dễ viêm nhiễm. Ngoài ra, các vết thương hở nếu không được chăm sóc cẩn thận thì có thể để lại sẹo lồi. 4. Người bị thủy đậu. Người bị thủy đậu nên hạn chế ăn thịt gà, đặc biệt là phần da gà vì nó có thể gây ngứa ở các nốt thủy đậu và dễ để lại sẹo. 5. Người bị xơ gan. Người bị xơ gan nên hạn chế ăn thịt gà để tránh tình trạng bệnh trở nên nguy hiểm hơn. Thịt gà tính nóng nên có khả năng làm cho chứng thấp nhiệt ở gan trở nên nặng hơn,
tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Một số thực phẩm kỵ với thịt gà. Thịt gà kỵ hành, tỏi sống. Một số người có thói quen ăn thịt gà kèm với muối và vài lát hành sống hay tỏi sống. Tuy nhiên, theo đông y, thịt gà tính ngọt ấm, hành tính hàn, tỏi tính nhiệt. Ăn thịt gà chung với hành, tỏi sống sẽ làm tăng nhiệt hoặc làm nóng lạnh giao tranh dẫn tới tổn thương khí huyết. Thịt gà kỵ tôm, thịt gà ăn cùng tôm rất dễ dẫn tới tình trạng động phong, ngứa khắp người do hai thực phẩm này đều có tính ôn. Thịt gà kỵ cá chép, thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn. Ăn hai thực phẩm này cùng lúc rất dễ dẫn tới mụn nhọt. Quý vị thân mến, giờ đây, chính sự tiến bộ của khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng không phải là người giàu có, không cần phải ăn cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm và uống những loại thuốc trường sinh bất lão, bạn vẫn có thể sống lâu nhờ lối sống giản dị rất dễ thực hiện. Chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.